Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một tòa nhà văn phòng góc hai mặt tiền, đường số 51 và đường số 42, khu Tân Lửa, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 10, dài 20, công nhận thân sổ là 200m², kết cấu hầm, trệt và 4 lầu. Hiện trạng trống, bàn giao ngay, hoàn công đầy đủ, hướng chính là Tây Bắc và Tây Nam. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên đang thế chấp ngân hàng. Và hiện tại tài sản này đang được chào bán vào cuối tháng 12 năm 2023. Tại thời điểm quay video này là 25 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm chi tiết về bất động sản này đến cô chú anh chị tham khảo.